Thưa quý vị, nhắc đến địa danh Hồ Thác Bà thì chúng ta không chỉ nghĩ đến một địa điểm du lịch nổi tiếng mà nơi đây còn có một loài cá đặc sản chế biến được nhiều thành món ăn khác nhau và được người dân ưa chuộng, đó chính là cá lăng. Vâng, tôi cũng là một người rất là thích ăn cá lăng và cũng rất là nhiều bạn bè của tôi nha chia sẻ là họ coi cá lăng như là một loại vua trong các loại đặc sản về các loại cá vậy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là cá lăng thì là có tính bình nha thưa quý vị. Thịt thì rất là ngọt, rất là trắng và chắc, lại còn ít xương răm nữa. Thịt cá lăng thì hợp với tất cả các loại phụ gia rau củ và có thể nấu được với nó. Cá lăng cũng là một loại thực phẩm mà chứa nhiều chất khoáng, vitamin, protein có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt là thịt cá hầu như là không có chất béo nên là rất là dễ tiêu này và cho người ăn một cái cảm giác rất là ngon miệng và không bị ngấy nữa đúng không ạ? Và tận dụng thế mạnh từ lòng hồ Thác Bà thì thời gian qua nhiều đơn vị trên địa bàn huyện Yên Bình của tỉnh Yên Bái thì cũng đã đầu tư chăn nuôi thủy sản mang lại nguồn lợi thủy sản cao. Và năm 2016 thì hợp tác xã thủy sản Hoàng Kim được thành lập với 7 thành viên chuyên chăn nuôi thủy sản và trung bình thì mỗi năm hợp tác xã xuất bán ra thị trường khoảng 300 tấn cá các loại. Hiện nay hợp tác xã luôn duy trì số lượng khoảng 300 lồng cá và trong đó là chủ yếu là cá lăng, cá riêu hồng cũng như là cá tầm. Với phương châm sản xuất chuỗi khép kín, năm 2021, hợp tác xã thủy sản Hoàng Kim chính thức liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà đi vào sản xuất các sản phẩm có nguyên liệu từ cá lăng được nuôi trên lòng hồ Thác Bà. Bằng quy trình sản xuất khép kín từ khâu chăn nuôi đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nên hợp tác xã có thể kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào. Nhờ đó, các sản phẩm của hợp tác xã đảm bảo được nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm khi đi ra thị trường. Đơn vị chúng tôi là đưa ra các cái sản phẩm chuyên sâu từ con cá. Đấy, sau khi mà chế biến, đầu tư máy móc và chế biến ra các cái sản phẩm như thế, thì chúng tôi đã được thị trường đón nhận và đánh giá rất là cao. Hiện nay, hợp tác xã đã đưa ra thị trường 4 sản phẩm là xúc xích cá lăng, chả cá lăng, giò cá lăng và ruốc cá lăng, được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Cả 4 sản phẩm này đều đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Dự kiến trong thời gian tới, hợp tác xã thủy sản Hoàng Kim sẽ nâng hạng OCOP lên 4 sao cho các sản phẩm của mình. Sau khi mà sản phẩm đã được chứng nhận OCOP thì cái đấy gần như là được đặt niềm tin ở người tiêu dùng. Người OCOP nó giống như một cái tiêu chí mà để cho các cái hệ thống siêu thị cũng như các cửa hàng mà nhập cái sản phẩm của chúng tôi và được người tiêu dùng rất là đón nhận và đánh giá cao. Đến nay, Hợp tác xã Thủy sản Hoàng Kim là đơn vị duy nhất trên địa bàn tỉnh Yên Bái sản xuất sản phẩm xúc xích cá lăng để đưa ra thị trường. Với nguyên liệu cá lăng được nuôi ở Hồ Thác Bà, có ưu điểm nguồn nước sạch, quy trình nuôi đảm bảo vệ sinh đúng tiêu chuẩn, thời gian nuôi từ 18 đến 24 tháng nên thịt cá săn chắc, thơm ngon và không có vị tanh. Ngoài chế biến các sản phẩm chuyên sâu, Hợp tác xã vẫn chủ yếu bán cá thương phẩm đi thị trường các tỉnh thành như Hà Nội và Hải Dương với sản lượng khoảng 300 tấn mỗi năm. Còn những sản phẩm đã qua chế biến được hợp tác xã đưa vào một số hệ thống siêu thị lớn như Big C và nhiều cửa hàng OCOP ở một số tỉnh thành như Hà Nội, Hải Dương, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ. Năm 2022, hợp tác xã xuất bán trên 3 tấn sản phẩm đã qua chế biến. Và đây là một hợp tác xã mà phải nói rằng là rất là điển hình của huyện Yên Bình chúng tôi với thế mạnh là phát triển trong thủy sản. Và chúng tôi cũng rất là kỳ vọng trong thời gian tới, hợp tác xã sẽ mở rộng thêm những chuỗi giá trị. Và trong năm 2024 thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ hợp tác xã nâng hạng sản phẩm lên 4 sao. Hiện nay thì hợp tác xã cũng đã có đầy đủ các cái điều kiện để đảm bảo được tiêu chuẩn 4 sao. Và trong thời gian tới sẽ hoàn thiện các hồ sơ để đề nghị tỉnh công nhận 4 sao. Hiện nay, hợp tác xã tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 5 lao động tham gia chế biến và 10 lao động phụ trách chăn nuôi với thu nhập trung bình dao động từ 7 đến 9 triệu đồng một người. Các sản phẩm của hợp tác xã có được đầu ra ổn định và được thị trường ưa chuộng. Trong thời gian tới, hợp tác xã sẽ hoàn thiện những tiêu chuẩn để đưa các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Vâng, chị Thu Anh, không biết là trong dịp Tết vừa rồi thì chị và gia đình thì đã có dịp du xuân ở những đâu rồi? Vâng ạ, tôi thì tận dụng được tận 7 ngày Tết thì cũng đi rất là nhiều nơi, ngoài là đi chúc Tết người thân này, gia đình thì tôi cũng có những chuyến du xuân rất là ý nghĩa và có đến chùa Tam Chúc ở Hà Nam. Chắc là quý vị khán giả cũng biết ạ, chùa Tam Chúc ở Hà Nam thì hầu như là mọi người đến sẽ để cầu an vào dịp đầu năm. Và ngoài những địa điểm du xuân mà chị Thu Anh vừa kể thì tôi cũng xin kể thêm, giới thiệu thêm với
quý vị một điểm du xuân nữa cũng rất nổi tiếng và đặc biệt thu hút khách tham quan Chiêm Bái vào mỗi dịp đầu xuân năm mới, đó chính là khu di tích Đền Trần tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Và trong đó thì khai ấn Đền Trần đầu xuân là một trong những lễ hội lớn có từ lâu đời, hàng năm thì đều thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương đến tham dự. Và năm nay thì lễ hội cũng sẽ được tổ chức từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2 năm 2024. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng hòa mình vào những lễ hội và những hoạt động nổi bật trong lễ khai ấn Đền Trần trong phóng sự sau. Đền Trần là nơi thờ 14 vị vua cùng các quan lại phò tá nhà Trần. Tại đây xưa kia, vua Trần mở tiệc chiêu đãi và phong chức cho những quan quân có công. Trải qua nhiều năm, lễ khai ấn Đền Trần vẫn được người dân duy trì và phát triển. Bốn chữ Tích Phúc Vô Cương trên ấn với hàm ý truyền dạy con cháu, bách gia trăm họ phải biết giữ gìn phẩm chất đạo đức, tích phúc thật tốt. Mở ấn đây là ấn thờ tự Trần Miếu Tự Điển, tức là điển tích về thờ tự của nhà Trần. Theo ban thế cái gì? Ban thế bốn chữ là tích phúc vô cương. Nếu mà có tâm có đức thì về đây lễ được hưởng lộc, mà hưởng không có bờ bến, tích phúc, phúc càng dày thì hưởng càng dài. Chính lễ khai ấn được tổ chức cố định vào ngày rằm tháng Giêng hàng năm lúc 11 giờ đêm, vào ngày 14 đến 1 giờ sáng ngày 15. Để hạn chế tình trạng chen lấn xô đẩy khi đi xin lộc ấn, mấy năm nay nhà đền tổ chức phát ấn cho nhân dân và du khách từ 5 giờ sáng 15 tháng Giêng. Nhà đền thì cũng được phát ấn một cách rất là nhanh chóng và không phải chờ đợi và không phải chen chúc như những năm trước đây. Thế cũng đầu năm là cũng muốn về đền Trần để xin cái la ấn về để cho một năm làm ăn mọi sự may mắn. Ngày nay, lễ khai ấn Đền Trần còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống đạo lý, uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Lễ hội cũng là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức đối với vương triều Trần, khơi dậy niềm tự hào về hào khí Đông A của quân dân Đại Việt ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông thuở trước. Lễ khai ấn Đền Trần đã trở thành một tập quán, một hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc và hấp dẫn thu hút đông đảo người dân địa phương và Phật tử cả nước về tham dự. Còn phần cuối của chương trình xin mời quý vị đến với những phần thông tin thời tiết đáng chú ý. Và ngay bây giờ xin mời biên tập viên Thu Huyền. Ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị, từ sáng sớm nay, Bắc Bộ vẫn xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Tuy nhiên, càng về trưa chiều, mây giảm dần, trời nắng. Nhiệt độ trên khu vực này cao nhất sẽ phổ biến trong khoảng từ 27 cho tới 30 độ. Sang đến ngày mai thì nhiệt độ có thể tiếp tục tăng thêm từ 1 đến 2 độ. Riêng với khu vực Tây Bắc thì trời nắng mạnh nên nhiệt độ tại đây phổ biến ở ngưỡng từ 32 cho tới 34 độ. Hình thái thời tiết này sẽ tiếp tục được duy trì tại Bắc Bộ tới ngày 22 tháng 2. Từ ngày 23 tháng 2 thì một khối không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ tăng cường xuống nước ta và đưa Bắc Bộ quay trở lại trạng thái rét đậm rét hại. Tại Trung Bộ, dọc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thời tiết khá tương đồng với thời tiết tại khu vực Bắc Bộ khi có sương mù và sương mù nhẹ về đêm và sáng sớm, trưa chiều giảm mây trời nắng với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở ngưỡng từ 28 cho tới 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thời tiết ít có sự biến động khi trời ít mưa, ban ngày có nắng với nhiệt độ trong ngày từ 29 cho tới 33 độ. Tại Nam Bộ, đây là giai đoạn cao điểm của nắng nóng nên thời tiết chủ đạo trên cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng mạnh và nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên ở ngưỡng từ 30 cho tới 34 độ và ở Nam Bộ là từ 32 cho tới 35 độ. Phía Đông Nam Bộ thì sẽ có nơi cao hơn. Thưa quý vị, hiện vẫn đang là mùa của các loại rau họ cải. Tuy nhiên thì với điều kiện thời tiết như hiện nay, rau cải rất dễ mắc bệnh và một trong số đó là bệnh đốm lá. Ban đầu thì vết bệnh là những đốm nhỏ ở trên lá, lá mầm, cuống hoa, phân tán rải rác trên bề mặt hoặc là ở rìa mép và chúng ngậm nước như là vết úng nước. Càng về sau thì càng to ra và tập trung nhiều hơn ở vùng gần gân lớn. Bệnh này do vi khuẩn Santhomonas gây ra và vi khuẩn tồn tại trong tồn dư cây bệnh trên đất. Bệnh phát triển mạnh trong thời gian có sương kéo dài, có mưa thường xuyên và gây độ ẩm trong không khí cao. Vi khuẩn gây bệnh có thể lây từ cây này sang cây khác, bệnh gây cho lá có lỗ thủng, lỗ chỗ, rách nát hoặc là làm cho toàn bộ lá bị khô dần và rơi rụng xuống. Để khắc phục thì các nhà vườn cần phải chú ý một số biện pháp sau đây. Trước khi trồng rau thì cần phải xử lý hạt giống đúng kỹ thuật, không tưới nước quá mức và cần cắt bỏ cũng như là tiêu hủy những lá già, lá bị bệnh để tránh sự lây lan. Bà con cũng cần lưu ý là phải xử lý nguồn nước tưới tiêu thường xuyên, tưới nước từ trên cao xuống để rửa sạch các bào tử nấm ở phần trên lá. Và như thường lệ sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.